Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sữa Ca của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách làm sao để bật được cái nút theo dõi và tắt cái nút theo dõi, cũng như là làm sao để hiện cái chữ mà thêm bạn bè, hoặc là các bạn muốn thêm được cái bỏ chữ bạn bè, bỏ chữ theo dõi mà có chữ nhắn tin không cũng được đó. Đó, tức là không muốn người ta thêm bạn bè với mình, cũng không muốn theo dõi mình, chỉ muốn nhắn tin với mình. Nói chung hôm nay mình chỉ chi tiết nhất. Thì các bạn, video nó sẽ hơi dài, các bạn cố gắng lắng nghe giúp mình. Hôm nay mình sẽ chỉ chi tiết. Hai video trước mình chỉ hướng dẫn bật nút theo dõi rồi, nhưng mà có nhiều bạn, rất là nhiều bạn đã không nghe kỹ, hoặc là đã tua video rồi nhắn tin Zalo hỏi mình rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để hướng dẫn các bạn một cách chi tiết hơn nữa. Thì từ cái chỗ chi tiết cho nên video nó sẽ hơi dài, các bạn chịu khó đừng có tua. Nhiều khi tua qua xong rồi qua cái khúc đó quên đi, không biết cái gì đó, rồi cái lại nhắn tin hỏi mình nữa. Và mình video này mình hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết, còn những bạn nào đã biết rồi thì hãy xin dừng video tại đây và bỏ qua giúp mình, đặc biệt là bình luận ở dưới một cách lịch sự giúp mình. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ không để mất thời gian của tất cả các bạn nữa, bây giờ mình vào vấn đề chính luôn. Rồi, đầu tiên thì hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy cái, mình sẽ làm cái nick này nè. Đó, cái nick âm thanh bình triệu này nè các bạn. Đó, mình sẽ làm trên đây. Đây là mình vô sẽ không thấy gì hết đúng không? Nhưng mà mình sẽ lấy cái nick khác nè, mình lấy cái nick có màu vàng ở đây nè các bạn. Các bạn để ý nè, đó cái nick này nè, cái nick có chấm vàng nè. Đó, mình sẽ lấy cái nick này. Mình ấn vào đó. Mình kiểm tra cái nick kia, nick âm thanh bình triệu. Rồi ok. Sau đó các bạn ấn vào cái phần tìm kiếm trên đây cho mình nè. Đó, có chỗ tìm kiếm á. Các bạn ấn vào đó cho mình. Rồi tại đây á, thì mình sẽ tìm đến cái âm thanh bình triệu nha các bạn. Đây, âm thanh bình triệu đây. Mình sẽ ấn vào cái chỗ âm thanh bình triệu nè. Đó, các bạn thấy không? Hiện tại thì bây giờ cái âm thanh bình triệu nó chỉ có cái chữ thêm bạn bè, cũng chưa có cái chữ theo dõi. Nếu bây giờ các bạn muốn đổi chữ thêm bạn bè này thành chữ theo dõi thì sẽ làm như mình. Rồi ok, thoát ra. Mình sẽ vào cái nick âm thanh bình triệu nè, đúng không? Nick chính nè. Đầu tiên á, các bạn trượt lên, các bạn vào cái phần cài đặt cho mình, vào quyền riêng tư nè. Đó, các bạn ấn vào đó cho mình nha. Rồi, tại phần đây thì các bạn ấn vào phần cài đặt cho mình nè. Đó, tại phần cài đặt ở đây á, thì các bạn trượt lên, các bạn tìm đến cái mục mà người theo dõi và nội dung công khai nè. Đó, ở đây các bạn chú ý cho mình, nghe mình nói nè. Có rất là nhiều bạn hỏi mình cái vấn đề này, tại sao em không có cái chữ mà người theo dõi và nội dung công khai này. Thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết luôn. Các bạn phải sửa lại năm sinh của mình trên 18 tuổi mới có được cái mục người theo dõi và nội dung công khai nha. Mình nhắc lại một lần nữa, các bạn phải trên 18 tuổi, sửa lại năm sinh trên 18 tuổi thì mới có cái mục mà người theo dõi và nội dung công khai này. Rồi có nhiều bạn hỏi là giờ em sửa là sửa ở đâu. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa luôn. Rồi các bạn trở ra, các bạn vào trang chủ. Rồi các bạn trượt lên, các bạn vào cái phần mà chỉnh sửa chi tiết công khai nè. Đó, các bạn ấn vào đó cho mình. Rồi, tại đây thì các bạn trượt lên, bạn trượt lên. Sau đó các bạn ấn vào cái phần mà chỉnh sửa thông tin giới thiệu nè. Đó, các bạn ấn vào đó. Rồi, tại đây thì các bạn trượt lên. Đó, tới cái chỗ năm sinh nè các bạn thấy không? Tới cái chỗ năm sinh nè. Đó, ấn vào cái chỗ chỉnh sửa đây nè các bạn. Ấn vào cái chỗ mà chỉnh sửa này, tại phần thông tin cơ bản á, các bạn ấn vào chỗ chỉnh sửa này cho mình nha. Rồi đó, tại đây á thì mình là đã sinh năm 1985, thì tức là mình đã trên 18 tuổi, mình không cần sửa. Còn các bạn nào muốn sửa, các bạn chỉ cần ấn vào đây nè, ấn vào cái chỗ năm sinh nè. Đó, các bạn ấn vào đó. Sau đó các bạn đổi năm sinh lại, ok không? Đây là mình đã trên 18 tuổi cho nên mình không đổi nha, các bạn ấn vào đó đổi. Các bạn lưu ý khi các bạn đổi năm xong, các bạn phải trượt lên. Ở dưới này nó có chữ lưu nè, các bạn thấy không? Đó, có nhiều bạn, rất là nhiều bạn nha, không có trượt lên, ấn vào chữ lưu xong lại nói mình, ủa sao em làm rồi mà nó lại không có đổi được năm sinh, em đổi rồi mà sao chưa được. Sau khi vào lại thì vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đó, các bạn lưu ý nha. Rồi, như vậy là cái phần chỉnh sửa thông tin đã xong. Mình sẽ làm tiếp cái phần mà làm cái nút theo dõi. Ok, các bạn trở ra. Rồi ok, sau khi các bạn đã sửa lại cái năm sinh trên 18 tuổi, các bạn vào cái phần cài đặt tiếp cho mình nha. Đó, để mình chỉnh sửa lại tiếp nè. Đó, vào cái phần cài đặt nè, các bạn ấn vào đó cho mình. Rồi, tại đây thì các bạn
vào cái phần mà người, lúc đó các bạn sẽ có cái phần mà người theo dõi và nội dung công khai, các bạn ấn vào đó cho mình. Rồi các bạn bật công khai hết lên cho mình đó, các bạn thấy không, công khai nè, công khai nè, công khai nè, mọi người nè, công khai nè, đó các bạn thấy không, nói chung là công khai hết. Sau đó các bạn trở về, các bạn vào thêm cái phần cách mọi người tìm và liên hệ với bạn nè, đó các bạn ấn vào đó cho mình. Ở đây các bạn nhìn cái mục ở trên cùng rồi nè, đó ai có thể gửi lời mời cho bạn đó thì các bạn ấn vào đó. Ban đầu á thì nó sẽ là nằm ở cái mục mọi người này nè các bạn, đó lúc đầu là như vậy nè. Các bạn chuyển xuống phần dưới cho mình nha, tích vào cái ô xanh này cho mình đó, chuyển xuống dưới rồi ok. Sau đó các bạn thoát hẳn ra. Bây giờ mình vào cái nick bên kia nha, mình sẽ kiểm tra đó. Bây giờ mình vào cái nick này nè, mình sẽ kiểm tra cái nick âm thanh Bình Triệu này nó còn cái nút thêm bạn bè không hay là đã qua theo dõi nha. Các bạn ấn vào cái nick này cho mình. Rồi đó các bạn thấy không, nó đã nè. Giờ mình trở lại cho các bạn vô nè, tìm kiếm nè, âm thanh Bình Triệu nha. Đó các bạn thấy không, nó đã đổi sang thành cái nút theo dõi nè. Đó, và các bạn muốn cái nút theo dõi này thành cái nút bạn bè thì các bạn ok, các bạn vào cái mục mà người theo dõi và nội dung công khai, các bạn ấn vào đó, các bạn tắt công khai hết đi cho mình. Đó các bạn tắt đi, ấn bạn bè nè, tắt hết công khai đi, bạn bè nè, không ai nè, bạn bè nè, rồi ok. Các bạn thoát ra, các bạn lại vào cái nick kia nè, vào cái nick này nè. Đó bây giờ nè, thoát ra mình kiếm lại âm thanh Bình Triệu nha, đây nè âm thanh Bình Triệu nha, mình vào nè. Các bạn thấy không, giờ nó có chữ nhắn tin nè các bạn thấy không, các bạn thấy không, nó đã có chữ nhắn tin. Bây giờ các bạn không có thấy chữ thêm bạn bè, rồi cũng không có chữ theo dõi, là chỉ nhắn tin được thôi. Tại sao nó có cái chữ này? Bây giờ mình sẽ vào cái nick bên đây mình cho các bạn xem. Đó, mình vào đây nè. Vì sao nó có, tức là nó nằm ở đây nè các bạn. Khi các bạn bật công khai hết, bây giờ các bạn vào cái chỗ mà cách mọi người liên hệ với bạn nè, các bạn ấn vào đó. Các bạn sửa cái chỗ này lại cho mình. Đó, sửa cái chỗ này thành mọi người cho mình. Các bạn ấn lên chữ mọi người cho mình nha. Rồi ok, mình thoát ra, mình lại vào cái nick này kiểm tra lần nữa, video nó hơi dài nha các bạn thông cảm nha. Vào cái nick này rồi ok, bây giờ nè mình trở ra nè, kiếm đến âm thanh Bình Triệu lại lần nữa nè. Đó các bạn thấy không, nó đã có chữ thêm bạn bè. Thì cái video này nói túm lại là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để bật được nút theo dõi, hoặc là không muốn bật nút theo dõi bật cái nút thêm bạn bè thì vẫn bật được, hoặc là không muốn thêm bạn bè cũng như là không muốn nút theo dõi luôn, chỉ có cái chữ nhắn tin thôi cũng được luôn. Đó các bạn hiểu không, nếu muốn có chữ nhắn tin không các bạn lưu ý cho mình, nếu có muốn có chữ nhắn tin không, không ai làm phiền mình á, các bạn vào cái nick này nha, nick âm thanh Bình Triệu nè, các bạn vào đúng cái chỗ này cho mình, các bạn vào cái phần mà cách mọi người tìm và liên hệ với bạn nè, các bạn ấn vào đó. Sau đó các bạn vào cái mục đầu tiên, các bạn ấn vào đó. Sau đó các bạn chuyển xuống dưới cho mình cái chỗ mà ai có thể gửi lời mời cho bạn á, các bạn ấn vào chỗ bạn của bạn bè. Rồi ok, các bạn trở ra. Bây giờ các bạn vào cái phần người theo dõi và nội dung công khai, các bạn ấn vào đó. Tại đây các bạn không công khai cái gì hết nha, coi như là không công khai cái gì hết. Và bên cái phần cách mọi người tìm và liên hệ với bạn á, các bạn chuyển xuống dưới rồi nha. Đây, vào cái đầu chuyển dưới nha, ok chưa. Bây giờ mình sẽ lấy cái nick kia mình kiểm tra nè, mình ấn vào cái nick này nè. Đó, trở về nè, tìm đến âm thanh Bình Triệu nè, đúng không, ấn vào nè, thấy chưa, nó chỉ còn cái chữ nhắn tin thôi các bạn thấy không, không còn chữ theo dõi, không còn chữ thêm bạn bè. Đó các bạn thấy không, rất là hay đúng không ạ. Tức là nếu mà có mình muốn ai nhắn tin hay là nói chuyện với mình thôi thì mình làm cái cách này để không có muốn thêm bạn bè, cũng không muốn ai theo dõi. Đó các bạn hiểu không. Nói chung video này của mình làm rất là chi tiết rồi. Các bạn có thắc mắc chỗ nào thì cứ comment phía dưới, chưa hiểu chỗ nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn qua Zalo. Rồi ok, video của hướng dẫn của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký. Để giúp cho mình có động lực mình làm những video hay hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.